Thomas Tuchel chê tiền đạo Sadio Mane trong buổi họp báo đầu tiên trước mùa giải mới. Cậu ấy không đạt kỳ vọng, mức độ cạnh tranh tại Bayern là rất cao, giành suất đá chính không dễ với Mane. Cậu ấy cũng hiểu điều đó, cậu ấy biết quan điểm của tôi cũng như câu lạc bộ. Theo truyền thông Đức, phát biểu của Tuchel gần như xác nhận Mane sẽ rời Bayern trong hè này. Tiền đạo Senegal mới thi đấu một mùa tại sân Allianz Arena, sau khi chuyển đến từ Liverpool với giá 34 triệu đô la Mỹ kèm phụ phí tùy đóng góp. Ở tuổi 31, Mane vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Anh đang được nhiều câu lạc bộ theo đuổi, đặc biệt trong số đó có các đội ở Saudi Pro League giải đấu thị trường chuyển nhượng thời gian gần đây khi vung tiền chiêu mộ nhiều ngôi sao từ châu Âu. Việc Mane theo đạo hồi càng làm tăng khả năng anh đến Arab Saudi thi đấu. Người đại diện của Mane từng tuyên bố anh muốn trở lại Bayern tập luyện và gây ấn tượng với Tuchel. Cựu tiền đạo Liverpool muốn chứng minh năng lực của anh. Tuy nhiên, mong muốn này khó có thể thực hiện sau tuyên bố của Tuchel. Mane không chỉ nhạt nhòa về chuyên môn trong mùa giải đầu tiên và có thể là duy nhất khoác áo Bayern. Anh được cho là bất hòa với huấn luyện viên Julian Nagelsmann, góp phần khiến nhà cầm quân 35 tuổi bị Bayern sa thải hồi tháng 3. Vào tháng 4, Mane đấm Leroy Sane chảy máu sau khi Bayern thua Manchester City 0-3 ở tứ kết lượt đi Champions League. Những rắc rối này khiến tiền đạo Senegal khó có tương lai tại Đức. Mane đang là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Bayern, khoảng 440.000 đô la Mỹ mỗi tuần. Hùng xám xứ Bavaria sẵn sàng bán anh với giá 22 triệu đô la Mỹ để giải phóng quỹ lương, qua đó có thêm ngân sách để chiêu mộ tiền đạo Harry Kane từ Tottenham Hotspur.